My boys and my girls. Chào các trai, cô gái của cô. Bây giờ đây là video cô hướng dẫn các bạn làm bài tập trong sách Em học giỏi nhá, I'm good at English. Chúng ta đã học qua hết về các từ vựng này. Từ vựng cô đã bổ sung các bạn các từ về địa điểm này. Hỏi where, ở đâu mà, đúng không? Đó, cô bổ sung bạn liệt kê các từ vựng chỉ các địa điểm và các động từ ở thì quá khứ. Ok, mình đã ở đâu, mình đã làm gì, đúng không? Cấu trúc hôm qua đã học rất là kỹ. Có hai nhóm không? Đây là quá khứ đơn với động từ to be. Và quá khứ đơn với động từ thường. Ok, did. Chúng ta có từ yesterday hoặc là cái thời gian này này. Hôm sau chúng ta sẽ có một buổi để học riêng. Được chưa? Time in the past. Thì chúng ta đã học yesterday rồi. Đó, ngày hôm qua. Ví dụ, yesterday morning, sáng hôm qua. Yesterday afternoon, chiều hôm qua. Đó, để các bạn ứng dụng vào làm bài tập vocab nhé. Vocabulary. Bài 1 này, look at the picture. Nhìn bức tranh và sau đó chúng ta hoàn thành câu. Đó, chúng ta có ví dụ sẵn ở đây rồi. I was at school. Đây hình ảnh với at school. Yesterday morning. Con thấy đồng hồ đúng không? Sáng này, ngày hôm qua. Nào, bắt đầu nhé, câu số 1 này. I, bạn này thì ở đâu nhỉ? Was, chúng ta đều có trùng I này, đi với was đúng không? I was at home, đang nằm trên giường ở nhà đây, rất thoải mái. Ok, I was at home. I was John, bạn John đúng không? Thì vẫn đi với was. John was bằng với chủ ngữ he đúng không? Was at the zoo. My thêm từ yesterday vào các bạn nhé. My Ling and I was cái này phải số nhiều. Were at the school, in the school library, in the school library. Các từ vựng cô đã cung cấp cho các bạn. Tony was on the beach, đúng không? Đi trên biển, hỏi hải đăng này con thấy không? Biển đấy. Was on the beach. Đó, thì bạn nào mà không nhìn rõ, có thể xem video này cô hướng dẫn đó. Mary ở đâu đấy con? Was at school or in the school library. Đó, cũng ở trong thư viện trường này, ngồi đọc sách đây đúng không con? Đó, thời điểm buổi tối này. Đó, evening đúng không? Yesterday evening, tối ngày hôm qua. Rồi bài số 2 chúng ta sẽ phân loại các từ vựng, các cụm từ ở đây, cụm động từ vào 4 nhóm. At home, những việc gì mình làm ở nhà. In the library, làm ở trong thư viện. At school, làm ở trường. Và on the beach, làm ở trên bãi biển nha. Ví dụ nhá, water the flower, tưới cây đúng không? Tưới cây, chúng ta làm ở đâu? At home. Watch TV, ở đâu? At home luôn. Swim, bơi ở đâu? Được chưa? On the beach. Đó. Eat seafood, ăn đồ, ăn hải sản đấy bạn nhá. Đây luôn. Borrow books, mượn sách ở đâu? In the library. Play in the schoolyard, chơi ở sân trường đấy. Đây. Read a text, đọc một đoạn văn bản. In the school library. Draw pictures, vẽ tranh thì ở đâu? Vẽ tranh. Ok, on the beach. At home or at school. Đó, bạn sẽ xếp vào cho cô nhá. Listen to music, nghe nhạc này. Sail a boat, lướt sóng á, được chưa? Chèo thuyền, được chưa? Sail a boat, chèo thuyền ở biển đúng không? Play football, chơi bóng này. Play badminton, chat with friends, trò chuyện với bạn. Bạn thì chỉ ở at school thôi đúng không? Sun bath, tắm nắng ở đâu? On the beach. Play with a yo-yo, chơi yo-yo ở đâu con? At home. And cook, nấu ăn. Ok, rồi do the puzzle, toàn game thôi. Các bạn sẽ nhanh mắt, tinh mắt để tìm được các từ. Listen, lắng nghe ở đâu? Tìm trong này nhá. Exercise, bài tập hoặc là tập luyện. Home, nhà này. Zoo, school, beach, library. Watch, water, flower. Đó, tìm trong này cho cô nhá. Này là bài chơi game thêm thôi. Bạn phát hiện và tinh mắt. Đó, grammar, về học cấu trúc rồi này. Chúng ta sắp xếp lại. Where were you yesterday, Tony? Đó, như vậy. Câu 2 này. I was at home yesterday afternoon. Where, nhớ cho cô, các từ để hỏi đứng đầu. Đến to be, rồi đến chủ ngữ đúng không? Đạo to be đến trước chủ ngữ mà. Chủ ngữ là Jane. Where was Jane last night? Tối qua Jane ở đâu? Đó. Tương tự các bạn xếp. Bài số 2 chúng ta sẽ nhìn tranh. Đó. Where were you last night? Hôm qua bạn ở đâu đấy? Giống như cậu bài trên đúng không? Trả lời. Look at the picture and answer. Trả lời này. I hỏi you were đúng không? I was at home last night. Đó.
Đó, bạn ở nhà thôi, ở chơi này, trong phòng họ ngủ này. Where was she? She was... À, cô ở đâu? At school. Was at school yesterday morning. Chưa? Thêm để, thời gian mà trong quá khứ đây con. Mình chép xuống nhá. Câu hỏi yes, no này. Yes, she was or no, she wasn't. She was she in the library? Library đến phòng ngủ rồi, không phải library đâu. No, she wasn't. Câu số 4, what did you do? Bạn đã làm gì last night? I read book, đúng không? Đọc sách này. Or I did my homework. Đó. Cô đều chấp nhận hai câu trả lời luôn. What did she do yesterday evening? Cô ấy đã làm gì? Cô ấy đã làm gì? She watched TV yesterday evening. Đã xem TV. Khoanh vào lỗi sai trong câu. Các bạn thể nhìn câu chủ ngữ you, chủ ngữ số nhiều mà đi với was á. No, were sai đây. Tương tự nhá. Was he in the beach á? Trong biển à? No, on the beach. Tương tự John and I. Chủ ngữ số nhiều rồi, hai người cơ mà. Were. He started on the school library. No, in the school library. What does she do? Does last week, tuần trước phải là did, được chưa? Đó, bài cô hướng dẫn chi tiết, bạn làm đến trang 111 thôi nhá. Mỗi bài một chút thôi. See ya.